Di Đeo Đo Mơn Thua Vai Ơ ở siêu kinh điển Đức Nguồn, các Elin Hai Lan bắt đầu đến điểm giới hạn với Đo Mơn, ngay cả khi chân sút này vẫn đang thi đấu cực tốt. Mùa này, đội bóng nước Đức bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng. Hà Lan hiểu rằng nếu cứ ở lại với đội chủ sân xích năng Eden Naba, anh có thể thụt lùi trong tương lai gần. Nguồn tin của tờ Bin cho hay, Hà Lan và người đại diện Menorai Ola thống nhất với nhau rằng mùa hè 2022 sẽ là thời điểm thích hợp để chân sút trẻ tuổi này chia tay Đo Mơn để hướng về các đội bóng lớn. Và đó là lúc để chân sút trẻ tuổi kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 75 triệu euro. Mới đây, đích thân siêu còn Menorai Ola nói về tương lai của thân chủ, Hà Lan có thể thực hiện bước tiếp theo trong sự nghiệp. Bayern Munich, Real Madrid, Barcelona, Man City. Đó là những đội bóng lớn mà Hà Lan có thể đến. Man City đã vô địch 5 lần ngoại hạng Anh trong hơn một thập kỷ qua, đặc biệt hơn Đức Mù. Khi chúng tôi đến Dortmund, chúng tôi đều biết bước tiếp theo rồi sẽ đến. Gã béo người Italia này nói thêm, có thể là trong mùa hè tới, có thể là mùa hè sau nữa. Nhưng có một cơ hội lớn là Hà Lan sẽ ra đi trong mùa hè năm sau. Hãy chờ xem. Nói về điều khoản giải phóng của Hà Lan, Raiola tỏ ra khó chịu, bất kể chi tiết nào trong hợp đồng thì nó thuộc về hợp đồng. Những điều đó là bí mật của tôi và cầu thủ. Chỉ có hai phía được nói về những điều này với thế giới bên ngoài là cầu thủ và câu lạc bộ. Tôi không bao giờ tiết lộ chi tiết hợp đồng. Như vậy, Raiola đang nhắm sẵn một trong bốn đội bóng là Bayern Munich, Man City, Real Madrid và Barcelona cho Hà Lan. Trong số này, có vẻ như Man City lại là đội được đánh giá có khả năng chiến thắng cao nhất. Bởi lẽ, họ đang sở hữu bộ não thiên tài bậc nhất trong giới cầm quân, đó chính là huấn luyện viên Pep Guardiola. Phía Hà Lan và người đại diện của mình tin rằng Pep sẽ nâng tầm cầu thủ sinh năm 2000 này lên hàng siêu sao của thế giới bóng đá, như ông đã làm với Lionel Messi cách đây hơn một thập kỷ. Nhìn vào thất bại của Lewandowski trong cuộc đua quả bóng vàng, Hà Lan và Raiola hiểu rằng Bayern Munich dù luôn rất mạnh nhưng lại không phải bệ phóng đủ tốt cho cuộc đua quả bóng vàng mà Hà Lan hướng đến. Mặt khác, Erling Haaland muốn tiếp bước người cha để chơi bóng cho Man City. Ông Erling Haaland dù không có một sự nghiệp nổi bật với những tố chất xuất chúng như cậu con trai, nhưng cũng từng khoác áo man xanh giai đoạn từ năm 2000 đến 2003. Trong số hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha, Real Madrid có phần nhỉnh hơn Barcelona, do đội chủ sân Nou Camp đang gặp khủng hoảng tài chính trầm trọng. Mặt khác, phía Real Madrid có mối liên hệ hợp tác tốt đẹp với Raiola, điều mà Barca không có. Do đó, trong số 4 đội bóng lớn mà Menorai-Ola nhắm đến cho Erling Haaland, thực chất chỉ có hai bến đỗ đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của tiền đạo này là Man City và Real Madrid. Mua bị Raiola đem ra so sánh để làm nền cho Man City, và hầu như bị bỏ qua một bên, dù đã có lúc tiến rất gần đến cựu cầu thủ Sanchez.